À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị ơi. Ai gì đâu. Chúng ta tu thời này kỷ niệm lắm quý vị. Thật sự rất kỷ niệm những cái thời tu này đặc biệt. Nếu ai dự được cái khóa tu 12 giờ khuya này thì sẽ cảm nhận được tuyệt vời lắm. Như Đức tin chắc rằng nếu như không an lạc người ta sẽ không tu giờ này, chắc chắn. Cái thành viên tu càng ngày càng đông thêm quý vị, đông, đông thêm lắm. Nên cái cách hay đặc biệt những Đức thấy ví dụ như nhóm của Nguyễn Phương rồi đó. Thứ bảy ví dụ giờ không có lớp đạo làm con ví dụ đâu. Chúng ta tập trung đến gia đình. Cho các cháu đều đến nó cũng tu được khóa tu thí dụ. Còn nếu người lớn ở lại được thì tối mình tu 12 giờ khuya. Cũng hay. Dù các đoàn của chuyển hay là này kia rồi đó. Có nghĩa là mình khéo léo điều chỉnh. Từ từ nó cũng hình thành đạo tràng tịnh độ cư sĩ. Hay lắm. Nên như Đức nói rằng là cái thời 12 giờ khuya này bị tu từ từ rồi nó giảng sanh hết chưa? Thì vậy sao? Vậy nó tha thiết quý vị, hiểu không? Tu tha thiết. Tha thiết đến mức mà muốn ngủ tại chỗ. Cái lúc đó niệm giống như nó giàu dạt lắm vị ơi. Giàu dạt cõi lòng ghê, đặc biệt. Hay. Và cái thời này là cái thời kỷ niệm tuyệt vời. Cũng chắc chắn là ít ai tổ chức cái khóa tu giờ này lắm. Cái vị tu. Mà cái khóa tu giờ này mà những đức tổ chức cho vị tu mà thành công là ngay chỗ nào? Vì chính những đức tu chung với vị nên những đức biết cái thời gian sao. Và áp dụng làm sao cho vị tu mà thấy thích và an lạc. Vị nhớ. Vì biết rằng là mỗi một vị kỹ sư nào người ta đưa ra một cái sản phẩm nào cho công chúng là người ta phải đi tìm hiểu. Người ta đưa ra cái sản phẩm đó nó mới người ta tiếp nhận và nó mới thành công. Chứ không phải thế nào mà ngồi chỗ không làm gì rồi tự mình thiết kế ra một cái gì đó bắt người ta phải làm, không phải thôi. Khóa tu cũng vậy luôn, chính mình phải là áp dụng, mình tu tập, mình ở trong cái pháp tu đó rồi mình biết điều chỉnh, mình cắt gọt làm sao cho nó đúng phù hợp với cái sức của người ta để mà tu tập, mà tu thèm, nhớ kỹ, tu thèm đó. Giống như bây giờ một cái quán bán chè, nấu chè rất là ngon, nhưng mà múc ly chè bự quá. Mình ăn mớ ăn mấy muỗng đầu rất ngon, nhưng mình ăn đến cạn ly thì mình rất ngán. Mình ngán rồi thì từ đó về sau mình sẽ không bao giờ mua chè này ăn nữa, tại vì ngán quá. Thấy không? Nếu như mình bưng ly chè này lên mình ăn để mình cảm nhận được cái ly chè này, ban đầu ăn rất ngon nhưng ăn cuối cùng mình rất ngán, thì mình sẽ biết điều chỉnh ly chè lại, cho ly chè nó nhỏ lại, để làm sao mà mình ăn đến cuối cùng mà mình vẫn cảm thấy muốn ăn nữa, để lần sau tiếp tục lại mua ăn nữa. Nên từ nơi đó mà buôn bán hay là một pháp tu giống gì, phải biết đem cái pháp tu áp dụng làm sao để cho người ta tu được lợi ích và tu thèm. Như thấy 12 giờ khuya mà càng ngày càng tăng thêm, chứ đâu phải là bớt đâu quý vị. Có nghĩa là những đứa chưa ngủ một chút nào luôn á. Tại vì sao? Vì 12 giờ khuya ngủ làm chi? Cái giờ đó là thôi mình thức luôn, mình ngồi mình niệm Phật luôn. Rồi tới giờ mình vô mình tu luôn. Chứ ngủ gì nữa giờ. Còn ai ngủ được cứ ngủ. Mình tập một thời gian rồi mình luyện một cặp mắt kim cang. Cặp mắt giống như tôn ngủ không à, bị đốt ở trong cái lò lửa. Khi bước ra một cái là mắt chớp 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 chớp, cái lửa văng tùm lum. Nên từ đó đó vì niệm Phật mà thức khuya cái này giết mắt sáng phải vậy đó. Có nhiều người nghe cũng vui lắm nghe, nó sáng đâu không thấy quá. Thấy thấy đứng lên đi sàng qua sàng lại không. Nên từ nữa đó cái cảm giác của cái người mà ở nước ngoài giờ này chưa có cảm giác của 12 giờ khuya Diệu Minh rồi nè.
Tại vì còn cái cảm giác của người 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 ở Việt Nam chúng ta giờ này mới cảm giác là đúng là thức đêm mới biết đêm dài. Thức đêm mới biết đêm dài. Còn những người nước ngoài giờ này như thủy rồi ha, nước ngoài rồi tu giờ này chưa chưa cảm giác được nửa đêm rồi đâu ha. Nên từ nơi đó mà những vị mà niệm Phật, những đức mà giờ này mà ngồi nói chuyện mà đem Phật pháp mà nói chuyện mà chia sẻ nghe, cái này chắc chắn quý vị biết rồi, sau này chắc cũng cũng là khó nữa đó. Giờ này giờ nó ngủ thẳng cẳng hết trơn đấy, giờ này mà đi niệm Phật đem Phật pháp chia sẻ giờ này thì biết vì sao, vì sao mà giờ này mà có vụ này không, vì sao mình đã thương người sống rồi mà mình cũng phải tính mình thương cái người mà chết rồi đang quắc vơ quắc vượng không biết đậu chỗ nào nè. Mà giờ này mà các cái nhà này nè mà đang tu nè, hơn 800 cái căn nhà đang tu nè, thì chư hương linh nó bao vây những căn nhà đó lại để người ta hưởng cái từ trường. Khi mình niệm Phật đó, nó mình phát lên danh hiệu Phật là Phật Quang Phổ Chiếu, người ta nương tựa vào đó mà người ta được siêu thoát, ấm áp cho người ta biết chứ. Thật sự mình tu mình phải tin chỗ này, phải tin. Giờ đêm mà 12 giờ khuya là nó giờ âm mà quý vị biết, hiểu không? Lấy cái giờ âm mà để mà phát triển dương khí cho mạnh lên, đó là niệm Phật á. Nếu phần âm người ta yếu vì linh thức là vì người ta thiếu dương khí. Mà muốn phát dương khí cho người ta được là mình phải dùng công đức niệm Phật. Hiểu không? Thì tự nhiên người ta đến gần mình, người ta tu tập, người ta nghe có Phật hiệu, cái linh thức người ta nó mạnh lên, ba hồn chín vía của người ta nó tụ lại, người ta nghe được danh hiệu Phật, người ta nghe mình khuyên niệm Phật thế giới cực lạc tốt, người ta nương vào bổ nguyện niệm Phật, Phật phóng quang tiếp dẫn người ta về thế giới cực lạc. Cái giờ 12 giờ khuya thì không đơn giản. Với thêm nữa là cái giờ này là cái giờ mà gọi là đường xá chống chạy. Nó thấy chưa? Nghe mê chưa? Giờ này mới biết mới đem xe ra đường mới chạy, tới tha hồ mà chạy tốc độ thoải mái đúng không? Ý muốn nói là giờ này quý vị phát tần số Phật để câu thông với bổ nguyện của Phật A Di Đà là giờ này là giờ đặc biệt nhất nè. Cái giờ này là giờ đặc biệt nhất, tại cái giờ bằng ngày á là cái tần số loạn, nên khi chúng ta niệm Phật nó cũng loạn tâm hơn, nên khó câu thông với bổ nguyện. Còn cái giờ này là cái tần số loạn nó ngủ hết rồi, còn mình phát tần số lên để câu thông với bổ nguyện Di Đà, nên cái giờ này là cái giờ đặc biệt. Đừng có nói là cái giờ này tu buồn ngủ nghe. Nói cái giờ này mà tu không có buồn ngủ đâu, yên tâm tu đi rồi sẽ biết, thức 12 giờ khuya tu đi rồi sẽ biết có buồn ngủ hay không. Đó. Mà quý vị tu giờ này mà từ từ không buồn ngủ thì nó mới chắc chắn vãng sanh. Tại vì sao? Cái giờ này giờ người ta ngủ mình đi tu mà hỏi chuyện đơn giản đó quý vị. Đâu có đơn giản đâu quý vị. Thấy không? Nó. Quý vị thấy không? Quý vị thấy tu tập với những đức xong gương mặt ai cũng tươi rói thấy chưa? Mở mắt ra. Không được hí hí. Thấy không? Tôi nhìn thấy hết trơn rồi đó nghe. Đó. Ngồi chỗ nào nhìn thấy hết. Liêm nhiêm hay là buồn ngủ gì đó thấy hết trơn. Không mà tội nghiệp, có nhiều cô tội nghiệp chắc cũng sợ động gia đình hay sao không dám bắt đèn. Có cái điện thoại nó gọi cho cái mặt cái mặt mình cái mặt mình cái nhìn tội nghiệp ghê ấy. Thấy không? Đúng là bởi vì cái thời mặt pháp thì phụ nữ thành tựu nhiều, giờ này mình coi có mấy người ông nam đó. Ở đây là nhìn thấy là có Minh Thiện, dưới bên đây thì có Trần Lâm, Chung Thủy vợ. Nó vợ chồng mà đồng hành thì tác biển Đông cũng cạn, không? Nó nên hồi nãy như Đức có nói chuyện đoạn mà bận đồ với cư sĩ vậy, bận áo áo gió ha. Nên chúc quý vị ngày 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam, họ kể với
mình cái tấm lòng mình chút gì cũng được. Mà thật sự giờ này mình tu mà nội hướng. Tại vì sao? Vì đây là những người mẹ của mình mà biết việc. Mẹ đó. Chào các mẹ. Nên, vì biết. Đức Phật nói trong kinh nè. Xem người nam như cha mình, người nữ như mẹ mình. Mà mình sanh đến cuộc đời này, chúng ta quên hết những đời trước họ là mẹ của mình. Nên có khi đời này nó thành vợ chồng đó nha. Nên khi chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, tự nhiên mình sẽ bị mê hết. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình phải thành tâm thành ý, mình tu tập, mình đem cái công đức mình hồi hướng, mình cầu an cho mấy mẹ ngày 20 tháng 10. Không? Tuy là nói cái tiếng cầu an, nhưng trong cái cuộc đời này, xin thưa quý vị, mấy cái được bình an. Cầu thì cứ cầu, chúc thì cứ chúc, nó cũng cảm thấy như là trời nóng mà có cái quạt mà quạt cái cho nó mát vậy. Hiểu không? Chứ thật sự thì thời tiết nó rất là nóng bức quý vị. Ý nói rằng cái sự bất an lo âu trong cõi này nó rất nhiều. Nên cái sự cầu an này để kết một nhân duyên tịnh độ, để mong tất cả những người phụ nữ ở cái cõi này họ có thể thấy được cái cảm tình đó mà họ quy hướng, họ đến với mình để mà cùng niệm Phật để cầu sanh cực lạc vậy thôi. Nên lúc trước mà còn trong chùa, mỗi lần lễ hội này kia đều là chúc. Có nhiều người người ta mắng nhân đức quá trời. Thì chùa tối ngày lễ hội gì chúc tùm lum. Nhưng mà thật sự cái cảm tình đó người phụ nữ họ cảm thấy ấm áp cõi lòng. Vì người phụ nữ họ thường bị trống vắng cái tội tâm họ lắm. Nên cái gì mà mình bù đắp vào cái chỗ mà trống vắng đó, cái tự nhiên họ thấy ấm áp và họ cảm tình, quý mến. Mà quý mến rồi mình nói niệm Phật họ niệm. Chứ thật sự nếu mà họ không quý, đố 12 giờ khuya mà có chị nào có đâu. Thấy không? Họ quý, họ thấy mình quyết tâm tu, rồi từ nơi đó mà họ mới cùng tu với mình. Đó. Nên những đức nói rằng là những đức ngồi nói chuyện nãy một chút. Hồi nãy tu gấp thời 9 giờ xong, ngồi nói chuyện tí tí, phát áo gió vô. Thấy không? Nó, cái đó gọi là 70% cư sĩ ngoài đời tự nó đó. Rồi nói mấy lời, nói là 12 giờ khuya này tu thờ để hồi hướng đó. Chúc mừng ngày 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam. Thấy không? Cái đó cũng là dữ dội lắm quý vị. Nhiều người thì người ta sẽ chúc đủ thứ cách. Như cái chỗ ở những đức nguyên buổi tối này hát nhạc quá tràng lắm. Ngày lễ này ăn nhậu nhạc đồ dữ lắm. Còn mình thì thôi cố gắng mình tu, mình hồi hướng cho mấy cha mấy mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp để mà gặp được pháp môn niệm Phật để mà tu hành đi quý vị ơi. Nghe không? Nó nên tu hành để cầu sanh cực lạc đi. Cái này là đặc biệt thiệt luôn á. Nên mình phải tin lời Phật dạy chứ. Phật đã nói là phụ nữ như mẹ mình là chắc chắn là Phật nói không có sai. Nhiều đời nhiều kiếp chắc chắn luôn. Nó lộn quý vị. Nó lộn 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 lộn. Đời này gặp nhau khi quý mến thương yêu nhau. Có những đời trước thì nó, mình ngồi trong lòng mẹ mình. Mà đời này cứ khi mình lại thương yêu mẹ mình, thấy nó lẫn lộn ngộ lắm. Phật nói lẫn lộn mà. Lẫn lộn lẫn lộn. Nên chúng ta bây giờ mang một tấm lòng của người biết tu, biết niệm Phật, biết cái ý niệm của danh hiệu Phật là thù thắng. Nên đem cái tâm niệm Phật này mình hồi hướng để cầu an, để kết cái nhân duyên tịnh độ, để tự nhiên một ngày nào họ khổ đau, họ không có phương hướng để quay về, họ nhớ lại có một cư sĩ những đức đã từng hồi hướng cầu an cho họ. Lúc đó họ nghe họ cũng không vừa bụng, nhưng mà bây giờ khổ quá, kiếm người đó đang ở đâu, bấm lên chân thành niệm Phật vô lượng thọ hoặc vô rung thấy liền. Nhờ cái nhân duyên cái lúc hồi hướng đó, mà kết được duyên tịnh độ, lúc đó họ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không? Có nghĩa là mình phải niệm niệm vì chúng sanh quý vị. Mình tu tập với mình niệm niệm vì chúng sanh. Quý vị thấy lúc trước mà những đức làm những việc bị chữ te tua, ví dụ như là đội nón rồi rồi làm gì rồi rồi niệm Phật ngủ gục quý vị không, mà mấy cái buổi đó là nó chấn động, không phải đơn giản đấy việc chấn động phần nghịch duyên, thấy không? Nó gom cái phần nghịch duyên quy về lại một chỗ, tha hồ mà bầm chặt
hiểu chưa? Tha hồ bặm chặt, bặm chặt tá lả chứ, nào cứ quy về hết đi, quy về hết. Rồi đến một ngày nào chúng ta sẽ xoa dịu vết thương đó, à, đặc biệt không? Tại vì sao? Bặm chặt dữ quá mà người này 2 năm, 3 năm, 5 năm sau vẫn là như vậy nữa, vẫn khuyên niệm Phật. Lúc đó thì những người mà đã từng bầm chặt mình, họ tự nhiên họ nhìn nhận lại và cuối cùng họ quy hướng về niệm Phật. Đó là về mặt trái, nhớ không? Về mặt trái. Điều là họ nghe câu Phật hiểu hết rồi. Nên đến với cuộc đời này vị ơi, chúng ta đừng nên dọi cười chê người khác. Hôm nay mình cười chê người, biết đâu ngày mai ai cười chê mình. Đó. Nên Lục Tổ Huệ Năng này nói một câu rằng: học đạo đừng nên khinh thường người khác. Người có tâm khinh thường người khác thì khó thể nào nhập đạo được. Phan khinh thường người khác, quý vị ơi, có những việc làm gì mặt trái của họ cũng là cái nhân cái quả. Mình phan hãy đi chửi mắng họ, mà chửi mắng họ thì cũng tốt, nếu họ là có tâm quyết định tu, họ sẽ quy hướng vị về hết. Một ngày nào chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới cực lạc chắc chắn luôn, đúng không? Nên trong lòng như Đức nó thật sự mà mình mong đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu bằng mọi mặt thuận nghịch hết luôn. Đến cái cuộc đời này chỉ có cái mạng này quý vị, chỉ có cái mạng này thôi. Bây giờ thuận nghịch gì cũng đem tịnh độ này giới thiệu, chỉ có cái mạng này thôi. Quyết tâm chân thật đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu bằng mọi cách luôn. Dù một người đó nghe được một câu Phật hiệu cũng làm cho họ nghe câu Phật hiệu. Con ruồi, con muỗi, con kiến, con gián, con thằn lằn, châu chấu, chỉ cần nghe một câu Phật hiệu cũng cho nó nghe câu Phật hiệu. Nó những đức vô nhà vệ sinh thấy con kiến té xuống dưới hầm cầu, lấy cái tay vớt lên, A Di Đà Phật, để nó lên trên miếng vải nhẹ nhàng, tại nó nhỏ quá, nếu để nó vô tay nó yếu yếu mà mình lấy cái tay mình chà xuống gì cái rồi nó dẹp lép luôn. Nên để cho miếng vải nhẹ nhàng cho nó bò đi, cho nó nghe được một câu Phật hiệu, nguyện rằng đời đời kiếp kiếp gặp nhau nhất định sẽ độ nhau về thế giới cực lạc, độ nhau về thế giới cực lạc. Hãy có tâm đó, đó, tâm chân thật như vậy đó. Thấy không? Nên đến với cuộc đời này mình như trái banh gì, nếu thật sự cầu sanh cực lạc hãy để cho người ta đá thoải mái đi. Thấy không? Nhưng mình biết phương hướng mình sẽ lăn về đâu, mình đã biết phương hướng lăn về đâu rồi thì bản thân chúng ta không sợ người khác đá đâu quý vị ơi. Tại vì cái mạng này sớm muộn cũng bỏ, sớm muộn gì cái mạng này cũng bỏ thôi. Hãy để cho người ta dẫm đạp đá bầm thoải mái đi, để làm chi? Để gieo duyên tịnh độ. Vì mình là người niệm Phật mà. Nên ai làm gì mình, ai mắng mình, ai gậy mình, ai chửi mình cũng đều gieo duyên tịnh độ hết, cũng đều gieo duyên tịnh độ hết. Mà mình mỗi ngày mình tu mình còn hồi hướng nữa, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử là mình và chúng sanh là họ, đều chọn thành Phật đạo. Thấy không? Cái tâm vì thế ngày nào tu cũng hồi hướng vậy mà. Đó, cái tâm rất bình đẳng, không có buồn giận hận trách ai cả, không có để trong tâm của mình. Nên từ nó nói vị tu vị thấy sự an lạc vô cùng. Vị thấy giờ này không? Giờ này mới bị ngồi vị thấy không? Nghe mà nó cảm giác nó tỉnh veo. Nó đó là gì? Đó cái cảm giác sâu sắc về tịnh độ. Cái cảm giác giờ này nó không đơn giản. Cái giờ này là nó dạt dạt vào, không có chuyện giỡn đâu. Nó dạt vào với bổn nguyện Di Đà. 100% Phật A Di Đà, ngài biết con người nào là người quyết tâm đem tịnh độ giới thiệu, ngài biết hết. Ngài biết ai là người đem tịnh độ giới thiệu mạnh mẽ, ai là người gan dạ trong Phật pháp để quyết chí đem cái sinh mạng mình phế bỏ để đem tịnh độ giới thiệu. Phật A Di Đà biết hết. Phật A Di Đà ngài biết, thấy không quý vị? Nó Phật A Di Đà ngài biết cái người học lớp 3 hô này nó sẽ dùng đa dạng phương tiện để đem tịnh độ giới thiệu. Phật A Di Đà gọt sạch hết, mày không còn cái gì hết. Tiên chi mày không còn bị vướng víu cái gì hết. Lúc đó mày mới thật sự mạnh mẽ quyết đoán và quyết chí đem tịnh độ giới thiệu. Vì mày không còn gì nữa cả. Nó không còn những sự ràng buộc của tình cảm, vì chùa chiền, vì mọi người. Lúc đó thật sự đem tịnh độ giới thiệu mới mạnh. Vì nó không còn bị vướng víu nữa. Vì sao? Vì bây giờ chỉ còn có cái mạng cùi này thôi, chỉ còn cái mạng hô này thôi, không còn gì nữa hết. Tiền bạc cũng không có, chỉ còn cái mạng này thôi. Mỗi ngày 3 buổi cơm ăn rất ít, bây giờ ăn ít vô cùng. Vì sao? Vì ở nhà không nên ăn nhiều chi.
Lúc trước còn đi tới đi lui rồi xong tiếp người, hao năng lượng, còn ăn cơm được. Bây giờ mỗi ngày ở trong phòng niệm Phật, nhập thất hơn 1 tháng, vô cùng an lạc. Cuối cùng ăn cơm ít xịt luôn, ăn chỉ có 2-3 muỗng thôi, dài 3 cọng đậu bắp. Sống được. Thấy chưa? Nhưng một ngày nào quý vị gặp như Đức, quý vị sẽ kinh ngạc vô cùng, không thể nào tưởng tượng được. Chờ ngày đó đi rồi sẽ gặp, ngày đó sẽ đến, chúng ta sẽ gặp nhau. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng rõ ràng, vị ơi, tu nhiều, niệm Phật nhiều, ăn cơm ít, ngủ ít luôn. Bây giờ một đêm ngủ chỉ có 1-2 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đủ lại. Con mắt sáng quắc, không có một miếng gèn, có ngủ đâu có gèn. Nghĩ đi. Trẻ gốc. Công nhận cái niệm Phật này hay thấy ghê với vị ô. Đọc tỉnh veo, đọc không tỉnh sao nói chuyện với vị nghe gì. Giờ này mà nó ngu gục sao nói chuyện với vị nghe gì. Vị thấy mắt chưa? Thấy chưa? Mắt như vậy là làm sao bộ ngủ được. Cái kiểu mà ngồi mà sao nói chuyện, sao nói chuyện thu hút được, đúng không? Thì cái câu Phật hiệu này quá hay, quá hay nghe quý vị. Cái người mà tin bổ nguyện, cái người mà chịu niệm Phật nghe, họ mà làm những chuyện lạ lạ với vị phán hãy chửi họ nghe, thì cứ chửi, thích thì cứ làm. Hiểu không? Nó thường họ làm những cái chuyện lạ kỳ lắm. 12 giờ khuya tu thấy lạ chưa? Có ai làm điều này không? Vị kiếm đi, có ai mà ông nào giờ này đi ngủ vị tu? Không có đâu. Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó mà cố gắng, nỗ lực lên. Một chút về chưa ngủ đâu, vì sẽ chờ xem. Một chút quý vị về phòng, quý vị không ngủ được, quý vị sẽ tự nhiên nó dạo dạt trong tâm quý vị. Sự an lạc tràn vô từ trên đầu tới chân, nó dạt dào giống như câu Phật hiệu nó vô máu vậy đó. Cái sự an lạc nó không đơn giản đâu. Và quý vị tu giờ này 12 giờ khuya, như cô Diệu Minh bên nước ngoài thì giờ này chưa có cảm giác đâu. Nhưng mà 12 giờ khuya quý vị tu được đi, rồi quý vị sẽ thấy. Vậy vì không ngủ liền đâu, quý vị sẽ trăn trở mà cặp mắt bị sáng, không ngủ mà nó an lạc, mà nó mát mẻ cái tâm tư. Sao vì tu 12 giờ phía vị sẽ thấy, phải giỡn đâu. Rồi lúc đó vị tiếp nói câu Phật hiệu nghe, cái miệng nếu một mình còn nếu chồng nằm kế bên thì đừng có xèo xèo nói tán cái xưng cái mỏ luôn. Hiểu không? Từ nơi đó quý vị biết rằng 100% luôn quý vị. Một chút nè, về phòng đi rồi quý vị sẽ thấy nó an lạc, nó tuyệt vời. Và cảm giác mình nghĩ tương lai Phật A Di Đà đến rước mình về cực lạc, cứ nghĩ vậy đi, thì cái thiệt thòi gì trong cuộc đời này cũng được hết chứ quý vị. Tương lai Phật A Di Đà đến rước mình về cực lạc, nhớ nghe, phải nhớ điều này nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp cư nhau sĩ cực Nhuận lạc Đức nha. A Di Đà gửi lời chúc đến tất cả những người phụ nữ trong nước ngoài nước ngày 20 tháng 10. Và Nhuận Đức cũng vừa công phu một cái khóa tu 12 giờ khuya để mong hồi hướng đến tất cả những người phụ nữ trong nước ngoài nước. Nhân Đức tiếp nhận được Phật pháp và tự nhiên trong lòng của mình thấy thương mẹ mình và tất cả những người phụ nữ lắm quý vị. Giống như ai mà đã biết Nhân Đức thì sẽ biết được nếu năm xưa mà mẹ Nhân Đức không để Nhân Đức thì không có mình ngày hôm nay. Nên từ nơi đó mà cái tâm mà thương mẹ mình và thương tất cả người phụ nữ, nên mong rằng tất cả những người phụ nữ được bình an. Sự bình an đó không phải là 1-2 lời chúc tụng là xong, nhưng mong rằng họ sẽ được tiếp nhận Phật pháp và sống trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng được bình yên và được ánh quang minh của Phật soi rọi đến họ. Tất cả những cái buồn khổ sẽ được tiêu trừ. Vì nhớ rằng là mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời này, cái chi cầu lớn nhất trong cuộc đời chúng ta là sống được bình an và hạnh phúc. Cái bình an và hạnh phúc
là cái quan trọng nhất của đời người. Nên tất cả chúng ta đem cái bình an hạnh phúc cho người khác là đem cái bình an hạnh phúc đến cho chính mình. Nên mỗi một người nam, một người đàn ông biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình. Và dù mình có đi kiếm tiền, có cực cỡ nào, thì mình cũng nên suy nghĩ người phụ nữ ở nhà họ cũng có cái khó và cái cực của chính họ. Chính những đứa gặp Phật Pháp, những đứa cũng thấy rất nhiều người phụ nữ họ có nhiều cái nỗi khổ trong cuộc đời của họ. Và từ khi họ gặp Phật Pháp thì họ mới được cởi mở. Và chính những đức cũng nhìn mẹ của mình cả cuộc đời bà rất khổ. Nên càng tu tập về sau càng thấy tự nhiên trong lòng mình rất thương người phụ nữ. Và những đức nghĩ người phụ nữ họ có nhiều cái khổ. Nên khi vào khóa tu thì cũng rất nhiều người phụ nữ tu chung. Nên những đức đem công đức tu tập lúc 12 giờ khuya cùng với đại chúng khoảng cỡ 800 người hồi hướng cho tất cả người phụ nữ trong nước ngoài nước, tất cả người phụ nữ trên toàn thế giới được bình an. Và họ sống trong hoàn cảnh nào họ cũng có cái bình an. Thì phải nhớ rằng cái bình an là chính bản thân chúng ta phải nhận thức được. Cái khổ không phải ai đem đưa cho mình, mà do chính mình đem cái khổ bỏ vào tâm. Hãy nhớ kỹ, chúng ta hãy sống bằng cả tấm lòng. Người dù có tiếp nhận hay không tiếp nhận, nhưng ta sống bằng cả tấm lòng, đó cũng là đủ lắm rồi quý vị. Nên ngày 20 tháng 10, những đức gửi lời chúc tất cả những người phụ nữ được bình an, vì sống lúc nào cũng có niềm vui. Thì phải nhớ kỹ, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Người phụ nữ vui cười nhiều, đó là một gia đình hạnh phúc. Và tất cả những người đàn ông biết giúp cho họ bình an, họ có nụ cười, họ có niềm vui để chăm sóc gia đình, lo lắng cho gia đình, đó là cái đặc biệt để chúng ta thành công lâu dài. Nếu như trong gia đình mình người phụ nữ đau khổ, buồn chán, thì gia đình này khó có được hạnh phúc. Và mỗi buổi ăn của mình ăn có khi cũng không tốt cho sức khỏe của chính mình. Nên từ nơi đó nguyện cầu cho tất cả những người phụ nữ được bình an, sống vui vẻ, sống tốt đẹp. Cái đặc biệt nhất tiếp nhận được Phật Pháp, mỗi ngày biết niệm Phật. Nên tất cả người phụ nữ ai buồn, khổ, chán, cảm thấy cô đơn, cố gắng niệm Phật, nghe chia sẻ Phật Pháp để cởi mở tâm tư. Đó là cách sống đặc biệt tuyệt vời nhất. Chúng ta đem cái niềm vui đó để áp dụng trong gia đình, trong cuộc sống của chính mình, và mang tâm cảm ơn. Đừng mang tâm hờn trách. Vì khi mình mang tâm hờn trách thì cuộc đời mình sống sẽ vô nghĩa. Nhớ kỹ, đừng mang tâm hờn trách. Mang tâm hờn trách là làm khổ chính mình. Cư sĩ Nhuận Đức xin gửi lời chúc quý vị được bình an, sống vui vẻ, sống tốt đẹp. Và cuối lời cũng gửi lời chúc đến tất cả những người nam, những người đàn ông trong nước ngoài nước, luôn luôn sống tròn trách nhiệm, sống tốt đẹp và sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Chúc quý vị bình an, chúc quý vị tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật.